Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion, một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Và trong tập tuần này, chúng ta sẽ có sự góp mặt của một khách mời lần đầu tiên có mặt trên DeFi Discussion. Chắc là chúng ta sẽ dành một ít thời gian để vị khách mời tuần này nói đôi lời giới thiệu về mình, cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phạm Đức Tiến, mình là thành viên mới của Coi 68. Hôm nay thì rất là vui được có dịp lên DeFi Discussion cùng với lại anh Nguyên ở đây ha. Rồi, ok. Thì chắc là nếu mà theo dõi một vài tập DeFi Discussion trước đây á, thì bọn mình cũng có lỡ hứa với anh em là sẽ có một tập dành riêng cho những cái hệ thống máy ảo, những cái virtual machine, những cái cách tiếp cận mới. Bởi vì chắc là nhiều anh em theo dõi DeFi Discussion cũng thấy là nội dung thì nó tập trung khá là nhiều vào cái cơ chế của EVM, đó là cái phong cách thiết kế sản phẩm theo kiểu của Ethereum. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái thay đổi một xíu trong cái gia vị, thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về các cái cách tiếp cận của các cái blockchain thế hệ mới. Và nghe đến đây thì chắc chắn là nhiều anh em cũng đã từng khi mà tìm hiểu qua các cái hệ thống máy ảo mới thì cũng nghe qua một cái cách tiếp cận, nó là cái parallel execution. Thì chắc là nhờ Tiến giải thích cũng như là lý giải tại sao mà người ta phải nghĩ ra một cái cách tiếp cận nó mới như thế này. Và nếu mà nói một cách đơn giản thì cái parallel execution này nó là gì? Tại vì có thể là có một vài anh em lần đầu nghe qua cái khái niệm này á, thì chắc là nhờ Tiến sẽ giải thích một xíu cho anh em ha. Ok, thì đúng là có lẽ nhiều anh em sẽ là đầu tiên nghe tới cái khái niệm là parallel execution này rồi. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có nhiều anh em đã từng nghe qua một cái khái niệm là blockchain EVM và những cái thứ tương tự như vậy. Thì ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại á, là thứ nhất chúng ta đều biết rõ ràng là nếu mà chúng ta đã là người chơi crypto lâu năm thì chúng ta đều biết là Ethereum và những cái blockchain EVM đang là những cái smart contract platform gọi là chiếm nhiều thị phần nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Những cái thậm chí là với sự ra đời của những cái layer 2 sinh sau để muộn như vậy thì và những cái layer 1 của trước như là BNB, Avalanche rất là nhiều, thì chúng đều đã là những cái blockchain chiếm nhiều thị phần nhất. Thì nhưng mà có một cái vấn đề á. Thứ nhất, bởi vì sao chúng nắm nhiều thì vẫn vậy là bởi vì chúng có thể thu hút được cả người dùng, cả người dev đến từ Ethereum. Và cái sự phát triển mạnh mẽ của trong năm 2021 đã giúp cho những cái blockchain layer 1 thu hút được rất là nhiều một cái lượng lớn đến từ TVL cũng như là người dùng. Thế nhưng là cũng chính những cái blockchain này cũng đang bắt đầu tìm cái cách để thay đổi cơ chế đồng thuận của mình, làm gia tăng cái gọi là thông lượng hay gọi là throughput của mạng lưới. Vậy sao lại như vậy? Đầu tiên chúng ta phải, nếu mà có những anh em là có thể từng nghiên cứu thì anh em có thể sẽ thấy một cái vấn đề là thứ nhất là các blockchain EVM hiện tại đang có một cái nhược điểm chí mạng, đó là phần lớn những cái các giao dịch đó đều đang phải xử lý theo một cách tuần tự, tức là máy chủ EVM luôn để các giao dịch vào khác vào cái trạng thái chờ trong lúc mà đang xử lý một cái giao dịch, và chỉ khi một cái giao dịch đang được xử lý đó được hoàn thành thì cái trạng thái của blockchain mới được cập nhật lại và sẽ có một cái giao dịch khác được thực hiện tiếp theo. Thậm chí kể cả những cái hai giao dịch và không liên quan phụ thuộc vào nhau, như là một cái giao dịch chuyển từ ví A sang ví B, một giao dịch khác lại chuyển từ ví C sang ví D, thì hai giao dịch đó cơ bản mà nói thì nó không liên quan đến nhau cả nhưng mà vẫn phải sắp xếp theo trình tự. Thì đó là cái nhược điểm chí mạng của EVM. Vì sao mình lại nói là một nhược điểm chí mạng? Thứ nhất nha, để nói một vài vấn đề bên lề một xíu, các nốt chạy trên Ethereum ở thời điểm hiện tại á, thì những cái CPU chạy những cái nốt đó là đều chỉ đang phần lớn là để có thể chỉ có thể tận dụng được một core của CPU. Nhưng mà chúng ta đang ở trong thế kỷ thứ 21, chúng ta đang ở năm 2023. Intel thậm chí đã ra đời những cái con chip thậm chí có thể lên tới 16, 32 nhân, thậm chí còn nhiều hơn nữa rồi. Và các blockchain EVM này á, bởi vì cái EVM design nó chỉ thiết kế theo được một cách gọi là xử lý một cách giao dịch theo kiểu sequential, một cách tương tự, thì chúng chỉ có thể sử dụng một core ở một cái thời điểm để xử lý một cái giao dịch. Và đó là cái thứ mà khiến cho những cái blockchain EVM theo mình nghĩ là chúng ta đang vẫn phải mắc kẹt ở cái công nghệ ở những năm 2000. Và cái nhược điểm chí mạng này, mặc dù nhiều người có thể nói là cái việc mà nó đơn giản như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc gọi là tạo ra cái sự decentralized hơn, tức là sẽ nhiều người tham gia được mạng lưới hơn, tạo ra cái sự decentralized cho mạng lưới hơn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái đó không phải là một cái lời giải thích hợp lý trong cái trường hợp này.
Và thứ hai á, cái việc mà khi đi EVM design đang là một cái nhược điểm chí mạng, bởi vì cái scalability thuần tự á là nó sẽ khiến cho các block mất nhiều thời gian để thực hiện và tăng cái thời gian tạo block. Nó sẽ nói chung là nó sẽ hạn chế được cái thông lượng của mạng lưới, khiến cho những cái gas này bị đẩy lên cao trong những cái trường hợp mà thời điểm cao điểm á, tức là nhiều người nó sẽ đẩy cái phí gas của mình lên để cái giao dịch của mình được thực hiện trước hơn. Thì đó là những cái vấn đề mà EVM đang gặp phải. Thì chính vì vậy mà người ta nếu mà các bạn đã từng tra Google hoặc là đọc những cái tài liệu thì các bạn sẽ nghe thấy những cái từ khóa như là sequential hoặc là single thread hoặc là điển hình nhất là EVM bottleneck. Đó là những cái điều là những cái mình đang nói tới, thứ mà họ đang nói tới. Ok, thì chính vì vậy mà họ mới đẻ ra một thứ gọi là parallel execution. Thì parallel execution là gì? Thì đúng như tên gọi của nó, chính là việc thực thi song song. Tức là gì? Như mình đã nói, thay vì thực hiện các giao dịch theo một cách tuần tự như trước, như kiểu như EVM design, thì nó sẽ xử lý các xử lý giao dịch song song. Thì cái thiết kế như vậy nó sẽ, thứ nhất là như mình đã nói về phần cứng, thì nó sẽ tận dụng cái việc gọi là tính đa luồng của một cái con chip, của một cái core CPU, tức là nó sẽ có thể tận dụng được nhiều core CPU cùng một lúc và có thể tối đa hóa cái hiệu năng của cái phần cứng. Tức là thay vì nó xử lý theo phong cách gọi là đơn nhiệm như EVM, tức là cái việc thứ nhất xong thì nó mới tới được cái việc thứ hai, nó tập trung xử lý cái việc thứ hai. Còn cái parallel này thì nó sẽ làm đa nhiệm, tức là nó xử lý nhiều cái tác vụ một lúc. Dạ, đúng rồi. Thì nó sẽ xử lý được nhiều tác vụ một lúc, tức là cơ bản là nó sẽ xử lý được hai hoặc là ba giao dịch song song cùng lúc. Thì cái vấn đề ở đây chỉ là việc mà làm sao để thực hiện cái giao dịch đó song song. Tức là để thực hiện hai cái giao dịch song song á, là bản chất của EVM là nó phải đảm bảo được là hai giao dịch đó không có bị conflict với nhau. Và để đảm bảo hai giao dịch không bị conflict với nhau thì EVM chọn cách là chậm mà chắc, tức là nó cho một cái tuần tự hết là chậm mà chắc. Thì ở cái parallel execution thì để thực hiện được những cái giao dịch song song thì nó phải xác định được là hai giao dịch được đó có độc lập với nhau hay không, tức là có bị conflict với nhau hay không thì mới có thể thực hiện được. Và hầu hết thì các giải pháp parallel execution ở thời điểm hiện tại nó khác biệt nhau, thì cũng thấy đa phần là khác biệt nhau ở cái cách mà chúng đang xác định cái những cái giao dịch song song và cái cách mà chúng execution nó như thế nào, kiểu như vậy. Ok, vậy thì tất nhiên là cái việc mà xử lý song song nhiều cái tác vụ á, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả trong xử lý giao dịch, nó tăng cái tốc độ xử lý giao dịch cho mạng lưới. Tuy nhiên là từ những cái thông tin mà Tiến thu thập được á, thì có cái hạn chế nào đối với các cái giải pháp parallel execution hiện tại hay không? Cái hạn chế này nó có thể đến từ kỹ thuật, nó có thể đến từ cách họ thiết kế các cái cầu nối, thiết kế các cái partnership, tức là các cái hoạt động kinh doanh của họ hay sao đó. Thì không biết là Tiến có phát hiện ra được những cái gọi là những cái điểm hạn chế và cần cải thiện của các cái giải pháp này hay không? Yeah, ok. Thì nói là parallel execution là thế thôi, nhưng mà thực ra thì có một cái dự án mà chúng ta đều biết đang là những là người gọi là dự án tiên phong về cái lĩnh vực này rồi, đó chính là chúng ta đều biết là Solana. Thì nếu mà ai đã từng nghiên cứu về Solana thì chúng ta đều nhớ ra là có 8 cái key feature mang đến sự độc nhất của Solana, đúng không? Là Proof of History này, là BFT, là Gustream, là Termite, là C-Level, là Pipeline, là Calvex, là Archie Distributed Ledger Storage, gì đó. Nói chung là 8 cái đặc điểm giúp Solana có thể gọi là tạo nên cái sự độc nhất của mình ở trên thời điểm hiện tại. Và theo mình nhớ, theo mình quan sát trong chu kỳ trước thì đây cũng là bước trên gọi là tạm gọi là nhanh á. Thì C-Level là một cái engine consensus khá là cải tiến trong cái việc là xử lý các giao dịch một cách song song, giúp Solana có thể scale mạnh như vậy, có thể xử lý đến hàng nghìn giao dịch đến một giây như vậy. Chúng ta đều biết là Solana có đến khoảng 8 lần phải shutdown toàn bộ mạng lưới, tức là 8 lần outage. Thì hầu hết tất cả những cái lần outage đó, phần lớn thì khoảng 5-6 lần gì đó đều liên quan tới những cái đợt gọi là IDO hoặc là mini NFT. Bởi vì là những cái đợt mini NFT hoặc IDO như vậy á, là nó sẽ có cái tính logic liên quan tới nhau, tức là NFT thứ nhất phải, tức là các NFT sẽ được đánh số từ 1 tới 1.000 chẳng hạn, thì NFT thứ nhất xong thì mới được quyền mini NFT thứ hai. Thì những cái đó gọi là sequential logic, tức là cái quá trình mini NFT nó buộc phải diễn ra logic. Và khi mà nó, tức là nó không thể xử lý song song, Solana không thể xử lý song song cái những cái giao dịch đó được. Và trong một cái trường hợp khi mà cái dự án đó hoặc là cái bộ NFT đó quá hype đi, giống như là Matlab ở thời điểm vừa rồi á, thì sẽ có hàng nghìn con bot nó nhảy vào tranh, sẽ có hàng nghìn, hàng trăm con bot nó chạy vào tranh. Nếu mà dự án không có cái cách nào để hạn chế bot
thì nó sẽ đẩy khối lượng giao dịch của Solana tăng lên rất là nhanh. Và trong trường hợp mà Solana không thể xử lý những cái giao dịch đóng khách song song được thì nó sẽ dẫn đến là sập mạng lưới. Đó, đó là một cách giải thích đơn giản về cái vấn đề đó. Tức là gì? Nói tóm lại á, là cái việc mà cái value execution của Solana, hoặc là mình thấy là một số dự án ở thời điểm hiện tại, là nó phải có cái môi trường phù hợp, tức là phải có môi trường phù hợp để nó có thể fit được cái parallel execution của nó thì nó mới có thể thực hiện được. Tức là những cái trường hợp như là như mình đã nói, mini NFT hoặc là IDO thì nó sẽ buộc phải thực hiện một cái sequential, thì nó vẫn sẽ xảy ra cái trường hợp giống như là việc phải buộc phải dẫn đến shutdown như Solana. Yeah, thì thực ra đây cũng chỉ là một ý nhỏ thôi. Lúc mà mình nói, mình cũng đã từng nói trò chuyện với một người bạn về cái chủ đề này, thì họ từng hay nói là vậy thì cái parallel execution này cơ bản là khi mà nó sử dụng cái ngôn ngữ khác, như khác Solidity, thì nó sẽ khiến cho những cái như mình đã nói từ ban đầu á, thứ làm cho các Ethereum blockchain mạnh trở nên phát triển mạnh mẽ như vậy là nhờ họ có cái lượng user và lượng người dùng từ Ethereum qua. Và nếu code bằng một cái ngôn ngữ khác thì nó sẽ không thu hút được cái lượng hai bằng như là Ethereum hoặc là những cái EVM blockchain khác. Thì ok, thì đây là một số ý kiến quan điểm của mình, bởi vì theo mình quan sát ở thời điểm hiện tại á, cái ngành lập trình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy đa phần là những cái dev hầu hết đều là multi language cả rồi, tức là họ biết nhiều hơn là một cái ngôn ngữ, và không thể lấy một cái lý do là vì Solidity phổ biến nên là chính vì vậy là phải code bằng Solidity nên là mới thu hút được blockchain đó qua. Theo mình nghĩ đó là một khái niệm khá là sai lầm. Ok, hồi nãy Tiến có đề cập đến cái câu chuyện của Solana, thì nếu như mà theo dõi một vài các cái cuộc tranh luận của Solana thời gian gần đây thì chúng ta thấy có một cái cuộc tranh luận liên quan đến cái validator trong mạng lưới của họ. Thì về cơ bản chúng ta thấy là cái rõ ràng là cái tác vụ mà các cái validator họ cần xử lý trong một cái mạng lưới parallel execution thì nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với một cái mạng lưới mà nó theo cái cơ chế tuần tự. Vì cái tác vụ nó lớn nên là cái chi phí để vận hành một cái validator trong mạng lưới parallel execution nó sẽ đội lên rất là nhiều. Thì không biết là Tiến nghĩ như thế nào về cái câu chuyện là bài toán chi phí và cái lợi nhuận thu về của một cái validator trong một cái mạng lưới kiểu như Solana hay là các cái parallel execution blockchain khác. Cái bài toán này nó sẽ đi về đâu trong tương lai? Cảm ơn Nguyên về cái ý kiến vừa rồi. Thực ra thì Vitalik á, cũng chính Vitalik, cái quan điểm của Vitalik cũng đã từng cho rằng là, theo mình nhớ không nhầm thì Vitalik cũng từng cho rằng là Solana sẽ khó mà hoàn toàn có thể trở nên decentralized, trở nên phi tập trung được. Bởi vì để thực hiện cái design choice như là mình đã nói, cái việc mà thiết kế song song như vậy, nó sẽ yêu cầu một cái hardware, cái phụ phần hardware gọi là đa luồng. Tức là nó sẽ đắt hơn rất là nhiều so với lại core, single core của bên EVM design. Thì đơn giản thôi, khi mà cái rào cản nó càng lớn thì nó sẽ tạo ra một cái, sẽ càng có ít người thì làm validator hoặc là chạy node trên cái mạng lưới đó. Nhưng thì đây cũng là một cái điểm gọi là cũng tạm đúng ở thời điểm hiện tại, theo mình là nghĩ là như vậy. Bởi vì là theo mình nghĩ trong tương lai á, thì cái việc mà những cái phần cứng này nó sẽ trở nên giảm giá, theo mình nghĩ là nó sẽ giảm. Ý kiến quan điểm của mình thì nó theo về mặt dài hạn á, thì giá của những cái hardware này nó sẽ giảm. Theo cái định luật Moore đúng không? Theo định luật Moore. Là cái quan điểm là cái giá của những cái hardware này nó sẽ giảm, và sẽ có nhiều những cái máy tính, những cái CPU mới ra đời nó tiên tiến hơn, thì nó sẽ khiến cho nhiều người là nó gọi là affordable, tức là có thể tiếp cận được với việc mà đủ tiền để vận hành validator này. Cũng như là cái việc mà gọi là đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nha, mình không có ý bias hay gì hết. Thì mình nghĩ là cái thiết kế EVM ở thời điểm hiện tại á, thì nó khá mà scale lên gọi là mạnh được. Cái giải pháp như là high roll up thì mình nghĩ là bởi vì cơ bản thì nó vẫn là EVM cả nên nó khó mà scale lên được. Thì cái việc mà những cái parallel execution này tương lai nó sẽ nổi lên như là một cơn sốt thì mình nghĩ là có thể xảy ra. Ok, đó là ý kiến của mình. Hồi nãy tức là theo cái câu hỏi mà chuẩn bị thì anh tính là để cái câu hỏi này về phía cuối, tại vì nó cũng khá là up to date và nó sẽ sát với những gì đang diễn ra ở thực tế hơn. Nhưng mà sẵn tiện mà Tiến có đề cập đến cái câu chuyện là scalable cho EVM thì chắc là cũng muốn biết cái góc nhìn của Tiến về cái câu chuyện là hiện tại chúng ta thấy là có nhiều cái giải pháp họ lựa chọn Ethereum, vẫn lựa chọn Ethereum cho cái khâu consensus, tức là cái khâu đồng thuận ở phía hạ tầng của họ, nhưng mà họ sẽ gọi là
sử dụng một cái hệ thống máy ảo khác cho cái khâu gọi là execution. Thì chúng ta biết là blockchain về cơ bản thời gian hiện tại thì nó đang có cái xu hướng là tách biệt những cái tác vụ ra khác nhau. Ví dụ như là consensus thì nó sẽ để phân ra cho một ông, execution thì nó sẽ phân ra cho một ông, và data availability thì nó tách ra một nhóm riêng. Thì đây là một cái xu hướng mà chúng ta có thể thấy ở thời điểm hiện tại. Thì Tín có nói đến câu chuyện là scalable cho EVM á, thì nhiều dự án họ đang chọn cái cách tiếp cận là EVM chậm, mấy ông cứ consensus đảm bảo cái tính gọi là bảo mật và cái tính phi tập trung ở dưới hạ tầng. Còn cái khâu mà execution á, thì họ sẽ áp một cái hệ thống máy ảo mới lên. Thì không biết là Tín nghĩ như thế nào về cái cách tiếp cận nó tạm gọi là hybrid như thế này. Nó hơi modular đó, nếu mà đúng cái từ mà theo trend đó nó gọi là modular đó, thì không biết Tín nghĩ như thế nào về cái xu hướng này. À ok, thì anh Nguyên nói thì em nhớ tới một cái dự án gọi là Eclipse, thì cũng đang làm về cái giải pháp gọi là kiểu hybrid kiểu như vậy. Thì giống như anh Nguyên nói, nôm na là nó sẽ tách biệt cái lớp execution ra so với lại lớp, nếu mình nói về Eclipse nha, thì Eclipse thì nó sẽ tách biệt cái lớp execution ra. Trên lớp execution thì nó sẽ sử dụng là SVM để thực hiện gọi là execute các giao dịch. Còn lớp data availability thì nó sẽ sử dụng Celestia giống như là một cái service, và vẫn còn dựa vào Ethereum để settlement và consensus các giao dịch. Thì đây là cái giải pháp gọi là hybrid mình có đọc, gọi là role này cũng cầm bà kia kiểu vậy đó. Thì thực sự thì bởi vì dự án này thậm chí còn là chưa launch nên là mình cũng không thể nói được là nó sẽ có cái gì nhanh hay chậm hay là bị lỗi gì hay khác nữa. Thì đa phần mình thấy các blockchain đều phải kiểu gọi là trải qua một những cái đợt giai đoạn street test, giống như bị mạng lưới bị tắc nghẽn đồ thì mới có thể thấy được cái khả năng gọi là xử lý của chúng nó như thế nào. Ở đây về mặt lý thuyết thì mình thấy là nếu mà thực sự thì việc này một cách có thể làm được cách khả thi thì đây cũng là một cái giải pháp khá là hay ha. Bởi vì cái việc mà gọi là tách những cái tác vụ của một blockchain ra để cho nhiều bên xử lý nhằm tăng cái thông lượng, tăng cái TPS của mạng lưới lên, thì theo mình nghĩ là một cái giải pháp gọi là khá hay ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta vẫn đang trên con đường gọi là scaling Ethereum ở thời điểm hiện tại thôi. Thì nên là mình nghĩ thì đây là một cái giải pháp khá là hay, mặc dù là chưa có quá nhiều thứ, mình nghĩ chưa có quá nhiều thứ để nói về những cái giải pháp này. Về SVM thì mình thấy có Eclipse, mình cũng thấy có một giải pháp tương tự giống như vậy, giống như là Fuel Labs. Fuel Labs họ đang phát triển một cái thứ gọi là Fuel Virtual Machine, tức là Fuel VM á. Tức là họ sẽ thiết lập một cái execution layer cho các roll up nhưng mà lại sử dụng parallel execution. Yeah, thì nó sẽ cũng ra ná cũng hybrid giống như vậy á, nhưng mà thì có bên cạnh đó thì hoặc là optimism cũng sẽ phi tập trung hóa các sequencer, hoặc là thúc đẩy các người nắm giữ tham gia quá trình xác thực mạng lưới đó. Mình nhớ là mang máng có nhiều thứ là như vậy. Thì ok, thì đang có rất là nhiều những cái giải pháp khác để gọi là scaling ở thời điểm hiện tại, bên cạnh cái việc mà chỉ đơn thuần là tạo ra các roll up hoặc là sử dụng lại các EVM blockchain layer 1. Chắc là nghe đến đây thì thời lượng mà chúng ta dành để nói về Solana thì nó cũng khá là bias, cho nên là nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta dành thời gian của phần sau nói một xíu về các cái hệ sinh thái khác. Tất nhiên là xét về cái độ phổ biến cũng như là về cái thời gian gọi là nó đã được stress test ở trên thị trường ấy, thì các cái hệ sinh thái sau này thì nó chưa được stress test cụ thể, nhưng mà với những cái tên mà nó đang ra đời sau này á, thì không biết là Tiến có cái chú ý hay là có cái gọi là quan tâm hay là có cái thông tin gì mà liên quan đến những cái giải pháp mà nó có theo cái cơ chế là parallel execution như thế này không? Thì ok, thì rõ ràng parallel execution ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể, nếu mà ai đã tìm hiểu thì chúng ta có thể dễ dàng kể đến hai cái tên, đó chính là Sui và Aptos, đúng không? Cả Sui và Aptos đều sử dụng và đều code trên ngôn ngữ Move và thừa hưởng cái gọi là cái cơ chế giao dịch parallel execution của giống như tương tự như Solana, nhưng mà có những cái đặc điểm gọi là nó cải tiến hơn một xíu để tránh những cái lỗi lầm mà Solana gặp phải trong quá khứ. Ví dụ như là Aptos là ví dụ nhá. Aptos để chạy một cái nốt trên mạng lưới Aptos thì hiện tại thì theo mình nhớ không nhầm là sử dụng một cái CPU của khoảng 16 core. Thì nó sẽ kiểu ở giữa so với lại GPU khoảng 4.000 core của Solana với lại CPU khoảng 1 core của Ethereum, thì nó sẽ kiểu nằm ở giữa giữa như vậy. Tức là nó có thể là sẽ không nhanh như Solana, nhưng mà
cái kiểu năng xử lý nó sẽ lại tốt hơn nhiều so với lại của Solana, và nó sẽ nhanh hơn nhiều so với Ethereum thì đó. Và bên cạnh đó thì nếu các bạn đọc cái một vài cơ chế đồng thuận của Aptos thì nó cũng đã sử dụng cơ chế đồng thuận Aptos BFT đó, như là phát triển bởi DMST hồi trước chẳng hạn. Hoặc là nói về Sui, Sui thì cơ chế đồng thuận của họ là họ sử dụng Nawa với lại là Bunsack hay là Tuts gì đó. Thì để giúp các ordering, tức là sắp xếp các giao dịch với lại xử lý các giao dịch kiểu cùng lúc hoặc là song song như vậy. Mặc dù thì cái thời điểm ra mắt thì hai blockchain này kiểu cũng khá là dead kiểu zombie blockchain đồ á, nhưng mà bởi vì chúng ta đang ở bên market mà chúng ta đang ở bên market nên là cũng khá là khó để chúng ta gọi là just đánh giá một cái cách chủ quan về bất kỳ một cái blockchain nào được, bởi vì chúng ta chưa không có quá nhiều người dùng ở thời điểm hiện tại như vậy, không có quá nhiều người mới, người cũ thì đang dần bỏ đi đó. Nên là mình nghĩ là mình vẫn khá là kiểu bullish vào cái việc mà Sui và Aptos có thể làm nên được một thứ gì đó vào mùa sau chẳng hạn. Còn với một cái dự án mà có thể coi là như Tiến nói hồi nãy là cái râu ông này cắm cằm bà kia là Monad, một cái EVM blockchain, một cái EVM blockchain nhưng mà lại xử lý theo kiểu parallel execution, thì cái chỗ này thì khi mà đọc về cái nội dung này thì anh cũng rất là thắc mắc, tại vì chúng ta biết là EVM thì họ sẽ xử lý theo cái cách vận hành của các cái blockchain EVM thì nó sẽ quản lý state, nó quản lý cái trạng thái của từng cái ví cá nhân. Khi mà cái trạng thái nó được update xong rồi thì nó mới có thể tiếp tục được gọi là xử lý cái giao dịch tiếp theo. Nhưng mà cái Monad này thì họ bảo là họ vẫn EVM nhưng mà họ lại gắn thêm cả cái parallel execution nữa, thì cái này nó có vẻ là nó hơi nghịch nhau, nó khác hẳn với cái cách tiếp cận là gọi là modular như hồi nãy mình có đề cập á. Thì không biết là cái này Tiến có cái thông tin hay là có cái lý giải gì về trong cái vấn đề này không? Thực ra thì em cũng có đọc qua cái design của con Monad này, nhưng mà thực sự thì em vẫn không khó mà hiểu được là nó đang làm gì. Kiểu em không, tức là hầu hết đang chỉ là trên paper nên là em cũng không biết là liệu nó có làm được hay không. Thì anh thấy là theo như anh hình dung nhá, là EVM thì nó sẽ phải tuần tự, còn cái này á thì có thể là nó sẽ có một cái biên dịch gì đó, chứ nó không sử dụng hẳn EVM cho cái khâu xử lý của nó. Tức là nó sẽ vẫn phải có một cái tách biệt gì đó ra, để ở trên nó vẫn là cái parallel execution, nhưng mà nó sẽ có một cái lớp biên dịch để nó tương thích với EVM, và nó sẽ hỗ trợ được cái solidity và nó thu hút được cái developer. Chứ anh vẫn không tin vào một cái giải pháp mà nó EVM thuần chủng mà nó còn có thể gắn được cái parallel execution như vậy. Thì đó là cái anh thấy về cái Monad này. Cũng giống như Tiến có đề cập hồi nãy thôi, tức là bây giờ bear market thì về cơ bản cái nhu cầu sử dụng blockchain nó cũng không quá là nhiều, cho nên là cái tốc độ xử lý của EVM thì ok, người ta vẫn có thể chấp nhận được. Thậm chí là trên một cái blockchain mà có thể coi là tiền nhiều nhất, tiền nó tập trung nhiều nhất như Ethereum, thời gian gần đây thì cái gas wave nó cũng không, thậm chí là nó chỉ còn một số thôi, nó còn không lên được cái đầu 10 gas wave nữa. Thậm chí là chúng ta thấy là cái sự gọi là low activity của nó ghê gớm như thế, nên là có thể thì thời gian gần đây á, thì cái nhu cầu mà gọi là sử dụng blockchain mà tần suất cao thì nó sẽ ít lại. Tuy nhiên là rõ ràng là trong cái mùa bull chẳng hạn, khi mà game nó bắt đầu nó được tạo lập nhiều hơn và cái nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận của người dùng nó cũng sẽ nhiều hơn, thì người ta bắt đầu dịch chuyển từ cái hệ sinh thái này sang cái hệ sinh thái kia nhiều hơn, thì lúc đó cái câu chuyện về tốc độ giao dịch nó sẽ cần phải, tức là cái câu chuyện về tốc độ giao dịch người ta sẽ kể lại và người ta sẽ tiếp tục gọi là replay lại cái chương trình đó. Giống như cái giai đoạn mà chúng ta thấy cách đây 1-2 năm gì đó. Rồi thì chúng ta nói khá là nhiều đến các cái dự án trong mạng parallel execution, rất là nhiều thông tin như Tiến có đề cập hồi nãy, thì chắc là anh em nghe đến đây thì cũng sẽ hơi bị ngợp đó, tại vì khá là nhiều khái niệm kỹ thuật đồ này nọ, rất là nhiều khái niệm lạ. Vậy thì từ cái góc nhìn của Tiến đi, thì có cái tips, có cái mẹo gì khi mà tiếp cận với các cái dự án kiểu như thế này hay không, và có cái chuẩn bị tâm lý nào cho nó phù hợp khi mà mình tiếp cận những cái giải pháp mà nghe nó có vẻ hơi tầm nhìn như thế này á? Thì
Đúng là hầu hết những cái dự án parallel execution kiểu vẽ vẽ ra ở thời điểm hiện tại như vậy thì đa phần đều chỉ là đang vẽ ra ở trên paper thôi, ngoài trừ xui với Aptos thì chúng đều đã long thật rồi. Nhưng mà nếu mà mình tiếp cận cái hướng mà mình tiếp cận đối với lại một cái dự án thì không chỉ riêng cái parallel execution mà hầu hết những cái dự án mới á, thì mình sẽ cố gắng giữ một cái vị thế trung lập hết sức có thể. Thứ nhất là giống như bình thường thì mình vẫn sẽ cố gắng đọc cái document của nó để xem mình hiểu được đến đâu, xem nó đang cố gắng giải quyết cái vấn đề gì, giải quyết cái bài toán gì và liệu nó có mang tính hợp lý hay khả thi hay không. Thứ hai là việc cái xem xét performance của nó, mặc dù là ở thời điểm hiện tại thì cái việc mà xem xét cái performance của một cái dự án thì cũng tương đối là gần như là khó bởi vì không có người dùng. Nhưng mà thì nếu còn cơ bản bình thường thì mình sẽ kiểu em cũng sẽ kiểu làm theo cái bước tuần tự như vậy, mình sẽ đọc, cố gắng đọc nhiều, mình trải nghiệm những cái dự án đó để xem thử nó có đối với lại một cái đứng ở một cái người dùng cũng như bao người dùng khác thì nó có fit được cái trải nghiệm cái UX của mình không. Đó, nếu mà nó đảm mình thấy ổn thì ok. Rồi thì ok, cảm ơn Tiến rất nhiều đã đến với DeFi Discussion lần này, và mình tin là cái tập tuần này nó sẽ đâu đó nó là một cái làn gió mới, một cái khái niệm mới, một cái câu chuyện mới. Lần đầu tiên mà bọn mình dành ra một tập để nói về cái câu chuyện của các cái blockchain thế hệ mới như thế này. Một lần nữa cảm ơn Tiến rất nhiều đã đến với DeFi Discussion tuần này, và bây giờ sẽ là lời chào của Tiến gửi đến các bạn đang nghe ha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã nghe DeFi Discussion tập thứ 110 mấy đó, em không nhớ nữa. Thì hy vọng là mọi người cảm thấy thú vị khi nghe cái podcast này. Thực ra thì mọi người vừa nghe podcast này, mọi người vừa đi research về Parallel Execution thì chắc là mọi người sẽ hiểu đâu đó được phần nào. Kiểu như vậy. Ok. Thì bullish về tương lai nhưng mà vẫn phải rất là gọi là chân trên mặt đất ở thời điểm hiện Đúng. tại đúng không? Rồi ok, cảm ơn anh em một lần nữa đã nghe đến hết những giây cuối cùng của DeFi Discussion lần này, và chúng ta sẽ có thời gian gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Bye bye anh em.